Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch cấp vũ trụ. Thì có thể là mấy ngày qua các bạn cũng khá là bất ngờ, cũng khá là chịu đựng, cũng khá là nói chung là tất cả mọi thứ mình không ra video cho các bạn được. Thì mình chỉ có vài chữ để giải thích với các bạn, đó là mình bận, đơn giản vậy thôi. Các bạn biết là mình nói là nhớ cách đây mấy tập á, mình có nói là dạo gần đây mình sắp vào thi rồi á, vào kiểm tra cuối kỳ, cho nên là bài vở mình rất là nhiều và mình không thể nào mình quay cho video các bạn được. Mình cũng rất là nhớ các bạn đây, thì mình cũng rất là ghiền rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào game chơi thôi. Mình không có bỏ đi đâu đâu, yên tâm đi. Thì nói về cái tập gần đây nhất, đó là tập trước mình đã thêm được em Mammoth và review em Mammoth và review cái con Baryony này cho các bạn xem rồi. Với khả năng cực kỳ là bá của mẹ nó đạo, xoay cái đuôi cái là choáng một con, mà ở dưới nước nha các bạn, ở dưới nước nó mới mạnh. Đây Mammoth của chúng ta đây, Mammoth lồng trắng. Ui nó to ha các bạn, nhưng mà đối với mình con này vẫn chưa có to, tại vì kiểu như sao ta, mình đứng như thế này thì nó không có to cho lắm. Nó đáng lẽ là mình trong tưởng tượng của mình là nó phải gấp đôi mình, gấp đôi con hiện tại bây giờ luôn nè. Nếu mà nó gấp đôi quá thì nó mất cân bằng game lắm các bạn. Nội cái con voi bình thường mà hiện tại bây giờ á, nó đã to như thế này rồi, chứ đừng nói là với một con Mammoth mà thời tiền sử. Rồi hôm nay chúng ta sẽ chả có gì phải làm cả, ngoài cái việc mà chúng ta tiếp tục đi thêm những cái con còn lại. Thì trong season này mình nảy ra một ý định là tem tất cả những con thú mà có thể tem và trước giờ mình chưa thể tem, thì bây giờ mình tem hết luôn. Một season trọn vẹn luôn. Ủa mình nhớ cây súng mình đây, và đạn biotoxin. Lâu quá mà không vào chơi nó hơi bị ngáo hả các bạn. Ôi mới nói ngáo là ngáo liền rồi á. Bỏ qua đây, Rail Boss đây, mình làm nhiều cái để bắt nhiều con cho nó đã. Ở đây thì mình tính lấy cái gì ta? À, lấy đạn biotoxin. Mình còn 38 hả? What the hell, chết bà rồi. Không biết mình chế được bao nhiêu cái nữa. Turn on nữa, ok. Mình nhớ narcotic có trong đây, đúng không? Hiện tại là 200 mấy narcotic. Và bây giờ mình chế đạn đất đi. Đạn đất thì chúng ta cần narcotic bỏ vào đây. Ba nhân 10 30 đúng không? Có nghĩa là 10 viên, 90 viên, 3 mình làm thêm được 30 viên nữa, nhưng mà mình thiếu đạn. Thiếu đạn thì chúng ta sẽ cần gun powder. Ok, gọi là thuốc súng. Đây, như đây chắc được. Bỏ ra đây là ammo, làm thêm được 22 viên nữa. 22 viên là đủ rồi các bạn. Ui cái gì mà nó cháy à? Ui à, cái đuốc này nè các bạn. Dành cho các bạn nào mà chưa biết thì mình đã mở rộng phạm vi của này mình lên nha. Đó, mình làm một cái đường đi rất chi là đẹp, rất chi là đẹp. Rồi bỏ vào. Bỏ tiếp vào làm đạn đát tiếp. Mình mấy năm mình làm bài tập á, mình các bạn cứ thấy comment của các bạn là tại sao anh không ra video các kiểu này nọ, mình cũng nhìn cũng thấy là nốn nang trong lòng lắm chứ. Nhưng mà từ giờ thì cũng khá là khỏe rồi, mình cũng khá là ổn áp để có thể quay video cho các bạn. Mình cũng khá là rảnh, bỏ một tí thời gian ra quay video cho các bạn. Về cái việc mà cái clip lần trước, mà cái clip mà mình hướng dẫn tất tần tật về ARK, bạn nào mà giúp ích được cho bạn nào thì mong các bạn thành công và là mod game được, cũng như tải game được, cũng như là đồ họa setting gì, những cái điều thắc mắc. Mình còn làm những cái clip hướng dẫn ARK nhiều nữa, chứ không phải riêng về cái clip đó đâu các bạn. Mình sẽ vào game hướng dẫn từ những cái cơ bản cho những cái nâng cao. Mình thì không phải là dân gọi là pro về ARK, hiểu không? Chân pro gì về ARK, nhưng mà mình biết cái gì thì mình sẽ giúp đỡ các bạn cái đấy thôi. Biotoxin.
Dạo gần đây mình cũng có tính làm một những cái clip mà giống như hồi xưa đó các bạn, đó là về những cái top những con khủng long á, nhưng mà mình rất là ngại về nói, tại vì chỉnh sửa, thứ nhất là để làm những clip đó thì nó sẽ cần phải chỉnh sửa edit video các kiểu này nọ, rồi mình không ngại việc chỉnh sửa tại vì mình cũng làm việc ở trên máy tính thôi. Thứ hai là về cái việc mà nói á, thì mình các bạn biết thấy mình nói sai sảy, chứ nếu mà đưa các bạn đưa cho một đoạn văn hay gì đó kêu mình phải nói văn từ các kiểu này nọ thì thua, nó theo một cái theo trình tự thua. Ok, chờ chờ nó làm xong này là chúng ta let's go liền nha các bạn. Tạm cái này rồi, cái này qua đây, bài lá chúng ta để bên đây, bài lá để số 2 đi. Có, mình có cái này rồi. Mình đang mặc giáp sắt đúng không? Tập trước má chết, chết ở chỗ đó khách quê người vậy, cái đấy thì chưa chết ngay cái sa mạc, có ngay cái núi tuyết luôn, ngay khóc ở đâu này luôn. Ồ đúng 100 viên luôn kìa. Tắt máy này chưa ổn quá. Rồi bây giờ súng thì chắc là chất lượng đầy đủ rồi, và còn thiếu cái gì nữa không ta? Mình nãy mình nhớ là mình cần phải làm cái gì nữa, à lấy bio toxin, chính xác. Sáu mươi ba cục là quá dư rồi. Nào mà bà là có con chim thì chúng ta lấy con đi, chim đi, mình chưa kịp train cắt theo con chim nữa. Mình nhớ có con chim mà mình có con chim mà nó level cao hơn mà nó mất tiêu rồi ta, nhớ tới hai con lận. Có kỹ ta, mình nhớ có con chim level cao hơn nữa mà. Ừ, nó đã mất tiêu rồi. Mình nghĩ là mình sẽ đi lấy con bờ Terranondo đi đi các bạn. Bờ Terranondo thì nó bay nhanh hơn nhưng mà nó thể lực nó yếu. Hình như đây nè, con này 71 hay gì, là con này cao nhất. Con này 121. Thôi kệ, lấy con này đi luôn. Con này chúng ta không có mấy cái loại chim trong cái bản phiên bản mới bây giờ, nó ra cũng lâu rồi các bạn. Đó là nó không nâng được tốc độ bay nữa. Nếu nếu mà nâng tốc độ bay được cao quá thì nó sẽ làm mất cân bằng của game. Mình cũng tập này mình chưa có dự định là đi tem con nào cho các bạn xem, nhưng mà cứ gặp con nào là mình tem con đó, con gì lạ lạ thấy khoái là cứ tem thôi. Lạc thế rồi mà nằm cho nó sáng sáng một tí. Con móng tay dài, móng tay dài thì level bao nhiêu vậy? Quên quên mình quên nói với các bạn là mình đã chỉnh độ khó lên rồi. Tại vì lúc trước á mình chỉnh rồi nhưng mà hình như là nó không có áp dụng được, nó không có apply được và nó không vào game. Nhưng mà bây giờ thì mình đã lâu á, mình mới tìm ra được cái cách để nâng độ khó lên, cho nên cũng bây giờ khủng long nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng khiếp luôn, không ẩu như hồi xưa được đâu các bạn. Bây giờ mình đánh nè, ôi thôi nó đánh đau rồi đó, đánh hơi bị đau rồi đó. Mình muốn tem con tép này, con tép này có vẻ như đẹp đấy. Rớp tờ gì level 60 hả? Mình không biết mình có câu thì rớp tờ được không ta, mình đâu có câu được rớp tờ đâu đúng không? Ui ui nó nhảy lên người mình là mình chết á. Cái con này căng lắm, kỳ với ta. Như vậy ui ghê thế ha, mấy con này manh động thế. Các bạn phải lựa bên phải này nhảy xuống nha, đứng yên đó. Ui what the fuck? Khốn nạn thiệt chứ, lâu lâu mình gặp con test mà
con đập đá nó vốn cho một phát. Và mình đã reset khủng long luôn rồi các bạn, cho nên tất cả mọi khủng long nó kinh khủng lắm, ẩy xì thấy không. Và cái con cao nhất ở trong mình có thể thấy được đó là 1.500 nha. Cái con cao nhất là mình có thể thấy là 1.500. Tự nhiên bình thường được rồi, tự nhiên nay thấy con mấy con khủng long mấy trăm sợ vãi cái đái luôn. Chắc là mình xem con này nữa các bạn, nó cũng ở cái áp này. Con này 400 nữa, bắn mấy giờ nào chết rồi. 400 bắn mấy giờ nào chết thôi, lựa con 200 đi. 200 nó cũng trâu rồi các bạn, nó trâu hơn bình thường nhiều rồi. Được. Riêng từ lúc bây giờ thì mình sẽ cần chơi game dễ chứ không có cần chơi game khó nữa. Đó, tự nhiên thấy từ mấy chục mà lên mấy trăm thấy quái trời đậu quá. Cục đá này có vẻ như là không mổ áp là không ra hit and run nó ta. Hit and run thì cũng được. Con này thì cũng khá là đi chậm. Nhưng mà mình phải liên khúc này coi cái con này tấn công mình hay không. À, có con cóc mà được nè. Con cóc hợp lý nè, nhà mình có đồ gửi cóc luôn nè. Chơi thế nào bạn nhỏ. Ui sao mà lặn xuống nước vậy. Ui nó nhìn luôn kìa, what the fuck. Nhìn trông sợ đấy. Nhìn trông hơi bị sợ đấy. Chỉnh chim này bắt xẹp chưa. Con đó hình như đánh mình đúng không? Con hôm bữa mình teo nó đánh mình. Thôi, chết mẹ rồi. Rồi. Ui. Cái phím mình nó bị gì á? Thôi là có mặt giáp ấy. Nhiều con muốn tem quá nhưng mà cái con này thì nó mấy con này nó ui nữa nè, đi lô nữa nè, giờ đánh đi lô không biết chết luôn nữa, hề luôn các bạn. Ui đánh đi lô đéo lại luôn. Ui rắn nữa hả, trời lớn hả. Thôi, không ổn. Chắc là mình đứng ở trên cao mình bắn nó quá. Ui, có cá sấu nữa kìa. Cá sấu là một cái gì đó nó ghê, nó gớm lắm. Đứng đây chơi luôn. Chết bỏ. Ok, con nào cũng được, con nào cũng mạnh hết. Con này cũng mạnh đấy các bạn, mình đứng đây là cũng khá là ổn áo rồi. Ủa mình bắn con nào vậy, bắn con này đúng không? Ok. Trời ơi các bạn thấy không. Ôi chết mẹ rồi, đi vô đây chi vậy. Con này. Ôi ảo thiệt, rõ ràng mình canh ở ngoài mà nó trúng cục đá. Rồi cứ thế mà bắn thôi. Chắc như đây đạn tìm được con quá các bạn. Hề luôn. Ờ à, nó chạy rồi. Rồi, mình thấy nó xong rồi đó, nó đi một sải rồi đó. Dính gì nữa nó đi á. Xong, nó đi sải rồi. Ui nó leo luôn rồi. Một con. Ôi. Chết mẹ rồi. Mình nó không nghe lời mình các bạn à. Nó không nghe lời mình. Ok. Ui hên. Mong là con cá sấu mình an toàn thôi chứ không gì hết. Ui nó không cắn được. Hên quá. Ủa sao kỳ vậy. Ui, đừng lặn vô, má con rắn này khó bắt á, bắn nó các bạn. Ui, tới nữa rồi,
đi một sải nữa rồi. Vậy bắt con rắn bên đây dễ mà. Ui cá sấu nước à, cá sấu con kiểu như cá sấu nước ngọt các bạn, nó nhỏ hơn. Thực ra trong đây nó cũng không có khái niệm nước mặn với nước ngọt nữa. Ui con này trâu vậy. Ui nó nằm yêu rồi. qua đây em đứng yên đó. Ui đứng một chỗ bắn được ba con các bạn, thấy ghê không? Cái này gọi là trí khôn. Trời ơi chết luôn hả? Ôi con này còn sống, con này còn sống. Không phải là còn, rồi không phải là nó sẽ chết mà là nó chưa xỉu. Cái này người ta gọi là rắc, bắt rắn hổ đó các bạn. Ủa con này nhiêu mà trâu vậy? Ủa con này xỉu rồi hả? What the fuck? Mày chi nãy giờ thấy nó đứng cứng đờ. À tốn nãy giờ cũng 5-6 viên rồi chứ không ít đâu. Ui qua đây chim ơi. Ui hello. Có thịt không? Có thịt không? Mình quên đem thịt đùi rồi các bạn. Có thịt đùi, thịt đùi. Hình như mình chiến trước mình có đem đúng không? Chiến trước mình có đem cho nên giờ mình còn. Ủa? What the fuck? Ủa con Titan Nobo này hình hồi đó mình nhớ đem được mà. Tôi thấy một hiện tượng lạ nghe. Tôi thấy hiện tượng lạ là con Titan Nobo này hồi đó tôi tem được, bây giờ nó tôi không tem được. Tất nhiên là bây giờ phải tìm cách tem thôi chứ bây giờ sao. Ôi, thôi bắt xịp đi. Ui con quỷ này. Ui đừng có bay, đừng có bay cao, đừng có bay cao, đừng có bay cao. Ui tới nữa rồi, báo nữa rồi. Mình thấy quạ tới rồi. Ui nó còn vẽ cua khét lẹt nữa. Mình thấy quạ tới rồi. Ui chết mẹ. Mình thấy quạ tới rồi. Ui nó quýnh đâu kìa. Đúng con này quýnh nó vậy. Mình thấy quạ tới rồi. Thôi được rồi. Phải cái lộn. Má lộn dữ luôn ta. Lâu mới có, hình như mới có một tầng không chơi mà thấy lộn rồi đó. Ui ui con lùi, con mũi này quýnh mình chết luôn á. Ôi chạy. What the fuck? Ủa quýnh con chim mình bệnh luôn cả. Ui what the hell? Trở thành khủng long hồi nào mình không hay vậy. Ui anh ơi, đừng có kiếm chuyện anh ơi. Chết mẹ rồi. Chơi luôn, lỡ rồi. Tránh chim này bỏ chim. Ui không được. Chạy. À, mình không bắt xẹp được con chim mới cay chứ. Ui. Đấy, các bạn thấy tăng độ khó thì nó căng chưa. Nó biết gì mình đưa nó vô ra hồ boss được rồi. Thiệt tình chứ. Cái gì mình đưa nó vô ra hồ boss được rồi. Dạ quá. Làm lại. Con cá sấu này không để không mất con cá sấu được, Đây. Ui. Thế gì vậy? Ui. Ghê thế. Ủa còn con Titan Nobo này thì sao ta? Titan Nobo này để mình lên wiki game Arcadia mình coi coi. À rồi ok mình biết rồi các bạn ơi.
Cái con Titanobo này chúng ta tem bằng ray láo ơ, hoa hiếm. Đây đây, ở đây chúng ta có thể lấy được ray láo ơ này, để mình thử coi nha. Để mình cần phải kiếm một con rắn nào đó mình tem chứ đâu 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 có đâu có vô inventory nó được đâu mà cho ăn đúng không? Ui tự nhiên chết hai con quang hủ này chứ. Ui con cóc à, chơi luôn. Ui mất hụt con cóc này, lửa dài lắm. Ui ui nhảy nhanh vậy, ui chết mẹ rồi, sai rồi sai rồi, khinh địch quá khinh địch quá, bị địch địch vô mặt. Các bạn thấy lịch dư không? Kiếm kiếm cái góc nào đẹp đẹp mới bắn nó coi. Ui chết mẹ rồi, già già rồi già rồi, đéo thấy. Ôi trời chết mẹ rồi, thôi bỏ mẹ thôi, chạy nhà cũng không được, nó đâu không cá sấu được. Ui cái gì đó nữa các bạn, trời giờ khát nước mất nước thì chúng ta uống nước. Các bạn thấy thanh niên này uống nước nào cũng được hết, không biết nó còn nhớ mặt mình hay sao. Mình như nó kìa, ok. Đâu rồi ta? À quên quên quên. Khoan khoan, hết tiền con cóc. Hồi nãy mình đi ngang cái gì mà mình. Ừ đây nè. Khoan từ từ từ, con cóc để ở đây. Hồi nãy mình đi ngang cái gì lạ không các bạn, nó bóng lưỡng rồi, nó giống như cái hộp. Đây nè đây nè. Ui cái đéo gì vậy? Ui à con ốc sên. Oh my. Hai ok lại nào. Ở đây được không? Ăn cốc rồi, ok ăn cốc ạ. Ui tụi này đi nhức đầu quá. Ôi đâu hết, ui. Ôi holy fuck. Ui thôi thôi thôi, nửa cây xỉu luôn rồi, xỉu luôn rồi. Xỉu thiệt luôn mấy cha. Trai hạt thì chết mẹ rồi, trai hạt thì chết mẹ rồi. Giáo án này lủng quá các bạn ơi. Từ từ. Giáo án này lủng quá, không được rồi. Lấy con bờ te đi cho nó nhanh. Tự nhiên mình tôi thấy một hiện tượng lạ. Tỉnh mắt dậy mấy ngày sau không chơi, mấy con khủng long nó lên level cấp mấy trăm không? Mãi ra luôn. Tự nhiên giờ mình thành cái đứa mà yếu kém nhất trong cái server này luôn. Và server này tính chính mình tạo nữa chứ. Ghê không? Ui, con nhỉ dưới à. Ui, tưởng con cá chứ. Tưởng cái đuôi con cá. Giờ mất hết giáp rồi, giờ con rùi nó thổi mình cũng chết nữa. Con cái xấu mình sao rồi. Lên được 74 level, con này nhiêu level nãy giờ mình chưa coi nữa. Ui có 100 mấy à, 150 à, hèn chi dễ tan vãi. Cốc so 600 hoặc 800 chứ. Đâu rồi mới nói đó này nè. Giờ sao ta vũ nó như thế nào ta? Vũ nó như thế nào mà lên đây được ta? Để nó không lên nó chứ lộn. Đầu tiên là chúng ta sẽ vũ nó qua đây trước để nó kẹt ở đây.
rồi luôn, dính rồi luôn. Ui ui, hai con luôn rồi luôn. Hai con nó liếm cái chết mẹ hết. Ok, mình đứng ở đây được, mình đứng ở đây được. Ui cái gì vậy, lưỡi nó sai chứ, lưỡi nó dài chứ. Ui à, nghe nói bạn đứng ở đây không được đúng không? Từ từ các bạn, coi chừng bị lủng nữa. Ok, quá đỉnh luôn. Tao chấp 2 bay luôn. Vô đây tao chấp 2 luôn, chấp 3 luôn. Xỉu một con nè. Đầu tiên là con này nè, thay đạn nhanh chút nữa là ok rồi. Rồi nè, con này xỉu nè, xỉu tới nó chạy, nó chạy nè. Chạy nè. Chết mẹ, nó ra xong sao dí nó. Ơ cái gì á, cái gì á. Oh, what the fuck. Ôi cái đéo gì vậy. Má con chim nó bóp mình. Ôi bà. Ui thôi thôi. Ui cái đéo gì vậy. Ui chết mẹ. Ui. Không lấy giờ kéo Giga ra đồ sát nó mà. Mọi hơi bị quê rồi đó. Hơi bị quê rồi đó. Má mình đi một sải luôn á. Mình đi một sải luôn. Mình đi một sải luôn rồi đó. Á, tôi thấy hiện tượng lạ luôn. Ủa tự nhiên nãy mình đang bắn ngon lành, tự nhiên con quỷ chim nó làm cái gì cái mình té xuống. Chứ mình đâu có khùng đi, tự nhiên mình đi xuống đúng không. Ui. Ủa đi lô hả, đi lô chết kìa bà đó. Ui không được. Má à, ngôi cụ này bây giờ nó lên cấp quá trời rồi. Chắc là mình cần phải xây 7 quá các bạn ơi. Mình cần phải xây 7 quá. Mà té mấy con quỷ này mà xây 7 thì nó mệt lắm. Từ cái game nó khó hơn ha. Nó khó hơn nhiều. Nó chỉ các bạn cho mình quyền trợ giúp là chơi chơi một cái súng full ton cái nè. Được không nè. Giờ đừng có mong cho anh Calo. Calo thì cũng dễ thôi, nhưng mà có điều kiện là phải có chỗ trống để mình chạy. Ui không được, không được, từ. Cá sấu đi vô ra. Cá sấu đi rồi đó. Ui cái gì vậy. Ui thôi, không mượn. Nữa, đi vô vết xe đổ nữa, xe cũ nữa. Chết mẹ. Ăn cám thay cơm rồi các bạn, ăn cám thay cơm rồi, mạt à. Ờ ok được rồi. Ok, từ từ, không gấp. Nó cho có thể nào con này vô bắt xẹp không? Bắt xẹp nè. Mình chỉnh nó rồi á nghe. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái này. Ui, tụi này nó quần quá các bạn ơi. Tụi này nó quần quá. Chết mẹ. Ở nhà mình còn chim không ta? Còn mình nhớ không làm là còn chim. Ôi tính ra mình chết 3 lần trong vòng nửa tiếng á. Tôi chết mẹ nữa rồi. Tới nữa rồi. Mình thấy dần dần lên là quả tới nữa. Ui không có đồ cưới hả? Con này có đồ cưới ta? Ủa con có đồ cưới mình lấy hết rồi. Ui níu đồ. Ui. Ủi còn đúng 71 máu luôn. Mấy cái lồ. À, mình lại lấy đồ cưỡi ông bờ tan cái.
tay không biết còn đồ cưới không nữa ta. Ôi không còn đồ cưới cho bà te rồi hả? Ok để mình chế bịch đồ cưới từ bà te một cái. Bịch te là fiber 2 chitin. Chitin để ngoài đây. Không biết còn không nữa, mình chế xi măng tin hết trơn rồi. Biết lắm rồi. Mình không có rồi ông giáo ơi. Đi một sải luôn. Ui đi một sải luôn ông giáo à. Cái hình như là chưa có nổi thông báo là con hai con mình chết, hai con đó mình chết đúng không? Ok, lâu ghi gan qua quần quần của tụi nó một cái. Chứ giờ không còn đồ để đi nữa rồi. Con ghi gan thì mình không ngại, chứ mình sợ đem con Bino ra nó quần cái chết nữa. Đó, đi ra ngoài lâu quá. Ok. Đi là phải tự đóng cửa lại chứ. Ui cái sống chết luôn. Ui nó đi lâu thế. Ok để mình đi ra ngoài hả các bạn. Cái sông đó đi. Ui bên kia có một con Alpha Cano kìa. Không biết là ai nổi nữa. Không biết thì con Giga mình lết mình tới nổi ngoài hả. Ngoài nổi không nữa. Để mình thử rồi. Ok tới rồi các bạn ơi. Con Psycho mình còn nè. Ok giờ ai quậy nói một tiếng nghe chơi. Con bờ te mình còn nè. Điểm danh Psycho còn, bờ te còn. Ui con Aren của mình. Aren mình còn luôn kìa. Ok từ từ chờ một tí. Không biết con này có bắt xẹp hay không. Nhưng mà trước tiên mình xuống mình lấy cái này cái đã. Đầu tiên đem xe cô về. Ui xe cô còn nửa cái máu à. Một con. Mình tính là tất nhiên là mình sẽ lấy con Gigan mà tăng cho cái con Balaser nữa các bạn. Không biết mà 45 cái viên đạn đủ hay không. Nhưng mà để mình thử. Không đủ thì đủ. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ như thế này. Ui. Như thế này rồi chúng ta đứng ở trên lưng cái con ghi ra thì chúng ta bắn và sau đó là chúng ta sẽ chết mẹ lũng nữa. Okay. không sao có nghĩa là gà ngoại nó lo được giờ chắc mình chạy bộ ra ngoài luôn chứ mình không dám đem con nào đi theo luôn á. Giờ bộ ra ngoài chắc không nổi đâu các bạn, lũng lắm. Chắc đem con bay nô đâu rồi. Ủa nhưng mà bên kia có một con bờ te nữa nè. Giờ nhà mình nhiều bờ te lắm nhưng mà không có đồ cưỡi thôi. Bữa nào mình rảnh mình làm đồ cưỡi. Má biết về nãy mình đi về được cũng được rồi ta ơi. Mấy con bay nô đi chở nhanh. Ta có ra đâu mà đóng. Quay sao cái gì tự động nó quá nó cũng không tốt mà. Tại sao lại không mở ra mà mới vô. Đó, mở một cách ngu người luôn. Đi qua mé bên kia chứ mé bên này nó có con Alpha ghê lắm.
Thì né né mấy anh, giờ gặp Raptor mình cũng sợ nữa chứ đừng nói là gặp mấy con bự bự. Né né quá, né né. Ui, con heo vàng à. Mới nói xong. Mà các bạn biết là thấy không, mình làm mấy cái AMT Rail Box này thôi là thấy tiện ích không? Đâu phải mình làm để tem thú đâu, mình làm để dự trữ không? Khi mà gặp chuyện như thế này thì chúng ta có cái mà chúng ta backup, chúng ta trở về đúng không? Chết mẹ, mình thấy không? Thiền của bà rồi đó. Không ai đâu này, đi đéo được nữa rồi. Mình tính sai cái gì đó ta, tự nhiên mình thấy nãy con quỷ ghi ra nó cúi xuống cho mình, con quỷ đến nó quýnh mình. Thề luôn. Thôi vô đi em nha. Tới Spino. Ui cái gì á? Ui đứng tướng kìa. Ủa gì á? Gì ba? Ủa kỳ á, mình thấy nó để đâu có để hình Gigan đâu. Ủa sao tự nhiên mình có thêm con Gigan nữa các bạn? Ủa? Lạ vậy? Luôn hả? Hình như bị lỗi bút hay sao á. Đó, các bạn thấy không? Ấy vô thì nó sẽ có hình. À, chắc lấy bờ te đi các bạn. Nó nè, tự nhiên muốn. À, khoan. Khoan từ. Để mình xem coi. Chắc lẽ là Arantovic gấp được Ankylo thì chắc chắn sẽ gấp được con cóc chứ, tại sao nó vô lý nha. Theo lý thuyết của Frank, con Ankylo nó to hơn con cóc rất là nhiều. Hay là tại con cóc nhỏ quá nó gấp cũng được. Cũng là một lý do. Ui, mũi nè. Mũi mà nó đi nguyên cái đòn nè, ai dám bắt, ai dám đánh. Để con bà te đó đi, đi gạo gạo mình kiếm hiện tượng lạ. Muốn tem được một con Titanobor hả, để mình nghiên cứu mình tập sao mình tem Titanobor cho các bạn xem. Bắt con cóc hả? Cóc muốn lắm á. Hả? Cóc 800 chứ hết đâu các bạn. Muốn bắt con cóc thì cũng được nhưng mà phải lập kế phải bắt nó được. Bắt bằng 7 mới có hiệu quả. Gặp anh đó nữa. Ok, chỗ này hết khủng long rồi các bạn. Chúng đi chỗ khác đi. Đi kiếm chỗ khác thì sẽ chắc. Ồ, có vẻ như nặng đấy. Đi ảo rảo lên mấy cái núi, mấy cái vùng như thế này đây. Tầm này thì nó không, mình để mình ảo rảo mấy cái vùng tầm này coi. Kiếm bắt con cóc cho bằng được. Kìa, mới nhắc cóc còn có cóc rồi nhưng mà mình câu nó không được là một chuyện nữa chứ. Đâu phải thích thì câu mà không thích thì câu đâu. Câu nó không được đó chứ.
mà ở đây lại có mũi nó căng. À, mình thiết nghĩ là mình sẽ đứng ở trên đây nè, đứng trên đây là hợp lý nhất luôn nè. Mình nghĩ nó không tới đâu, chỉ cần không có mũi thôi là ok. Liếm không tới đâu, liếm không tới tao, liếm không tới tao, liếm không tới tao, liếm không tới tao, liếm không tới tao. Ôi, góc ngàn mốt thôi, thua rồi, thua rồi. Đi sải nữa. Chết mẹ. Vậy con nào cũng đeo đâu. Ok, mình có thể mình đem về nhà, để mình chờ các bạn, mình đem về nhà sau hả các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại một like giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của ARK nha các bạn. Và nếu mà các bạn đã xem mà chưa đăng ký, các bạn cứ bấm đăng ký để ủng hộ mình, giúp cho mình đạt 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất. Và hiện tại thì kênh mình cũng đã được 5.000 subscriber rồi. Và các bạn nào mà bấm đăng ký mà bấm vào cái chuông thì khi mình ra video thì nó sẽ thông báo cho các bạn, để các bạn vào coi liền. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau nha.